Xin chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 7, 2023. Mình đã về lại nhà ở Sacramento, thủ đô Sacramento, California. Hôm nay trời rất đẹp các bạn. Rất là buổi sáng rất mát. Cây bông giấy trước nhà mình nó mới trổ ra rất nhiều bông. Hình như là sau một vài tuần trời rất là nóng, trên 100 độ hay là bốn mấy độ C, bông giấy nó trổ ra rất nhiều các bạn. Xin chia sẻ với các bạn. Và cái này bông gì không biết, là bông không biết tên, nhưng mà bông này cái tháng này, mỗi năm tháng này nó cũng trổ ra bông đẹp lắm các bạn. Cái này trước nhà mình. Buổi sáng là cái thời tiết đẹp nhất. Ok, mình có một chuyến đi rất là thú vị. Hôm qua làm lễ động thổ nhà máy xe điện VinFast. Một sự kiện rất là quan trọng trong lịch sử công nghệ của Việt Nam. Một nhà máy xe điện đầu tiên của Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ. Mình rất là hãnh diện các bạn. Mình rất là vui mừng được gặp rất nhiều người đồng hương, người Việt, các anh chị em làm thông tin, YouTuber, cũng như là một số nhân viên VinFast từ Việt Nam. Mình rất là tự hào. Ok, bữa nay sáng nay mình muốn chia sẻ với các bạn là cái xe của mình mấy tuần trước mình sạc ở nhà level 2 các bạn, điện 220, có nhiều khi nó hay ngưng mà mình phải gắn lại 2-3 lần, và mình nhận xét được khi mà mình xét 25 amp thì nó chạc không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà mình xét 28 amp nhiều khi nó cũng ngưng. Chứ còn nhưng mà hồi xưa đó mình thường thường mình để tới 32 amp maximum các bạn, thì nó chạc cả đêm nhanh hơn, không có vấn đề từ lúc đem xe về đó. Nhưng mà hình như là mùa hè nhà mình dùng điện nhiều hơn máy lạnh đó, cho nên cái nguồn điện nó không có đủ hay là sao mình không biết. Với cả hơn nữa nhà mình cái maximum amp của cái breaker đó hình như là 40 hay là 35 mình không rõ, mình phải tìm hiểu. Nhưng mà chủ yếu là mình để 25 amp thì nó chạc, nó không có vấn đề. Giống như là tối hôm qua mấy cả mà vài ngày trước tuần rồi đó cũng không có vấn đề. Chứ còn nếu mà mình để cao hơn thì nó hay ngưng. Mình muốn chia sẻ với các bạn, mình có nói chuyện với bạn anh Hùng, mình mới gặp hôm qua hôm kia mình đi bang North Carolina làm lễ đó. Anh Hùng ở San Diego cũng chia sẻ là có một số anh em về dùng xe VF8 cũng bị vấn đề chạc, bị ngưng, cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn, hy vọng các bạn gặp may mắn hơn. Mình không biết rõ là có phải vậy không, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là mình sạc ok khi mà mình set khoảng 25 amp. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình bây giờ mình tranh thủ vô trong nhà mình xem lại mấy cái video clip mà mình thâu mới mình chia sẻ với cả mà mình chưa có dịp mình đánh chữ vô cho nó đúng hơn, chính xác hơn. Và anh mình cũng muốn xem mấy cái video của các anh chị em YouTuber ở Nam Cali và tiểu bang khác ở Fairfax, Virginia. Ok, mình muốn coi mấy cái video của các anh chị các bạn. Mình
rất là hãnh diện, rất là mừng là được có cơ hội tham dự một buổi lễ rất là có ý nghĩa trong lịch sử của công nghệ Việt Nam, hãng xe điện VinFast ở bên tiểu bang North Carolina, tiểu bang mà vợ chồng mình, gia đình mình có ở cách đây hai mấy năm, ở thành phố Raleigh. Và mình có rất nhiều kỷ niệm cách đây mấy chục năm, cũng như là có rất nhiều kỷ niệm rất đẹp ngày hôm qua, ngày hôm kia được chung vui với các bạn và dự lễ ngày hôm qua. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày thứ bảy chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc.